Xin chào quý bà con, ngày hôm nay chúng tôi mời bà con cùng xem chiếc máy thổi lá Takio TK80cc thổi bụi đường như thế nào nha. Đây là con đường lộ với chiều rộng lên đến 40m sau khi đã lu và đổ các loại đá xong. Bây giờ đến khâu làm sạch đất và bụi bẩn để trải nhựa đường với diện tích lớn và đá 1-2 lẫm chẩm. Rất khó để có cách làm sạch bụi và đất trên bề ma. Máy thổi lá động cơ xăng 80cc là một giải pháp tuyệt vời nhất giải quyết được vấn đề này. Ngoài ra máy thổi bụi động cơ xăng 80cc còn chuyên dùng thổi sạch bề mặt công trường, chung cư đang xây, sân vườn diện tích rộng lớn, dọn sạch lá cây trong vườn vân vân. Máy thổi lá Takio TK80cc sử dụng động cơ 2 thì với nhiên liệu xăng pha nhớt tỷ lệ 20:1, công suất 3000W, tốc độ 7000 vòng trên phút. Đây hiện là sản phẩm được nhiều người tin dùng và đánh giá cao về chất lượng thổi. Máy thổi lá Takio TK80cc thiết kế bộ khởi động cao cấp đảm bảo khởi động động cơ dễ dàng tay cầm an toàn, thoải mái, có thể ngăn chặn tĩnh điện Boe có mút chất lượng tốt, làm sạch không khí của động cơ tay cầm tự khóa sang trọng, dây đeo mềm mại, thoải mái, máy chạy ít rung, tốc độ ổn định, lưu lượng gió lớn cấu tạo chắc chắn, thiết kế gọn, đeo lưng thuận tiện. Quý bà con có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm máy thổi lá hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video để được tư vấn hỗ trợ tìm được sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mình. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.